Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị ạ. Thì hôm nay Huy sẽ cùng với quý cô chú anh chị mình tìm hiểu qua chiếc xe mới vừa về Toyota Hiroshima tân cảng. Đây là một trong những chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái quý anh chị. Một mẫu xe hatchback rất là đẹp, Toyota Yaris, sản xuất vào cuối của năm 2018. Và với chiếc xe nữ đi các anh chị, giữ rất là kỹ, biển số thành phố nha quý chị nha. Thì xe này mua vào ngày 31 tháng 10 của năm 2018, cho nên là cái mẫu này các anh chị, mẫu này là mẫu 2019 nha. Đó, nó được thiết kế rất là đẹp các anh chị. Và mẫu 2019 thì nó sẽ đầy đủ những cái tính năng an toàn như là bãi tố khí, rồi những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết quý anh chị. 24.455 cây số, ô đô chuẩn nha quý anh chị. Thì xe này vào đây thì chỉ rất là ít đi. Ngày 14 tháng 12 của năm 2022 thì lúc đó là xe là 19.388 cây số. Tính ra hơn một năm rồi các chị, một năm mấy rồi mà chỉ đi có được có 5.000 ha, được có 5.000 cây số thôi. Đây ô đô của xe là các chị, 24.455 cây số. Đó, anh chị thấy không? Một chiếc xe rất là lướt nha quý chị nha. Anh chị kiếm ở ngoài thị trường không có những chiếc xe như thế này đâu. Đấy, màu trắng là một trong những cái màu rất là đẹp. Đây các chị, xuất xứ từ Thái nha các chị nha, 2018. Thì Yaris là một trong những chiếc xe nhập khẩu. Cho nên là khi mà anh chị sử dụng á thì cái độ cách âm này, khả năng vận hành này, khả năng tăng tốc này, rồi tính năng cân bằng của xe á, có đầy đủ hết quý anh chị. Cho nên là quý anh chị hoàn toàn yên tâm với cái chất lượng của sản phẩm. Rất là hiếm có như vậy nha. Khởi động bằng nút bấm startup đây, với trang bị hộp số tự động vô cấp, CVT chuyển số rất là êm dịu, cùng với hệ thống điều hòa tự động nha quý chị, làm lạnh nhanh và lạnh cực kỳ là sâu luôn. Đấy, gương có gập điện đầy đủ hết, bãi tố khí. Thì hôm nay Huy sẽ cùng với quý chú anh chị mình sẽ tìm hiểu qua chi tiết về cái mẫu xe Toyota Yaris lướt 24.000 ca như thế này. Anh chị kiếm ngoài thị trường rất là hiếm có những cái sản phẩm mà đi ít như thế này. Những chiếc xe đã được Toyota tân cảng bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng, có trang bị camera gear, rồi cảm biến khoảng cách ở phía sau, vỏ còn nguyên bản theo xe nha quý chị nha. Vỏ xa cua chưa hạ nha anh chị, vỏ còn nguyên bản theo xe. Anh chị thấy không, gai vỏ này còn rất là dài luôn. Đây, tuần thứ 33 của năm 2018 quý chị. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Và hiện tại thì cái sản phẩm này đang được Toyota tân cảng bên Huy niêm yết với giá là 470 triệu, và giá trên là bên Huy còn đang hỗ trợ bất lọc cho quý anh chị. Cho nên là quý anh chị nào thích thì cái mẫu xe này thì anh chị liên hệ sớm và Huy sẽ xin hỗ trợ giá tốt nhất cho quý anh chị nha. Và tiếp theo thì Huy sẽ cùng với quý anh chị mình tìm hiểu cũng như là đi khám phá về cái mẫu xe Toyota Yaris nhập Thái này, xem chiếc xe này chất lượng như thế nào. Thì cụm đèn thì được trang bị đèn bi cho quý chị, đó, dạng bóng chiếu rất là đẹp luôn. Và với cái bóng chiếu thì nó sẽ hội tụ ánh sáng nha quý chị, cho nên là mình quan sát sẽ rất là dễ dàng khi mà di chuyển. Rồi đây là phần đèn cản, rồi ga lăng các chị, ga lăng và lưới cản này anh chị, ga lăng này và lưới cản này anh chị ha. Đó, thiết kế rất là đẹp. Thì 2018, cuối 2018, đó, xe này thì nữ chạy cũng được mà nam chạy cũng ok quý anh chị. Đấy, kiểu dáng thiết kế rất là đẹp luôn. Đây, vỏ là còn nguyên bản theo xe hết nha quý anh chị. Đấy, gai vỏ anh chị nhìn nè, rất là dày. Xe này chủ xe chạy thành phố thôi quý anh chị. Đó, tuần thứ 33 của năm 2018. Cái mâm này là dạng phai nha anh chị nha. Và trước sau thì đều được trang bị mâm cũng như là phanh. Phanh là phanh đĩa. Phanh đĩa anh chị ha, phanh đĩa này. Đó, còn vỏ thì như Huy chia sẻ ha, vỏ này là còn nguyên bản theo xe, vỏ Quiston. Chạy thành phố thôi cho nên là gai vỏ còn rất là dài các chị. Xe nửa chạy khá là kỹ. Rồi, tay nắm cửa mà chrome, công tắc rau và cửa thông minh này anh chị. Rồi những cái nẹp. Đó, xe này thì chủ xe ít đi. Thực sự ra tới bây giờ anh chị thấy không, mới có 24.000 cây thôi, 24.000 cây. Rất là ít đi của anh chị. Cho nên là tình trạng ngoại thất và nội thất của chiếc xe này thì còn khá là đẹp. Động cơ máy móc gầm bề thì Minh Huy đã kiểm tra khá là kỹ rồi. Đấy, ok của anh chị nha. Những chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái thì được khách hàng đánh giá rất là cao về phần chất lượng như là độ cách âm này, khả năng vận hành, rồi khả năng tăng tốc này quý anh chị, đặc biệt là cái độ ổn định của xe khi sử dụng. Đây, vô lăng của quý anh chị, vô lăng được thiết kế là bọc da, rồi có những phím điều chỉnh âm lượng này anh chị ha, điều chỉnh âm lượng này, rồi có thể điều chỉnh được những cái tính năng ở trên cái đầu DVD nguyên bản theo xe. Đèn thì có tính năng auto tự động bật tắt anh chị. Anh chị để chế độ auto này anh chị này, đó. Rồi thì khi mà anh chị mà đi vào trời tối á, hoặc là xuống đường hầm á, anh chị không lo phải quên bật đèn quý anh chị.
Để chế độ auto là ở phía trên này có một cái cảm biến quý chị, cảm biến hay cảm biến này quý chị ha. Khi mà trời tối á, thì nó sẽ sáng lên, à, nó sẽ bật sáng cái đèn. Đấy. Giống như vô đường hầm hoặc là anh chị đi lúc trời tối. Đấy, anh chị nhìn mặt đồng hồ tốc độ đẹp không? Kiếm đâu ra chiếc xe trên thị trường cuối 2018 mà đi mới có 24.000 cây quý anh chị. Thực sự rất là hiếm có luôn. Đấy, mặt đồng hồ táp lô anh chị thấy không? À, cái phần trung tâm mà gồm có đầu DVD này, rồi cửa gió điều hòa này, với những chi tiết mặt chrome rất là đẹp. Rồi, cái này là bảng điều khiển của hệ thống điều hòa các chị nha. Đấy, đây là hệ thống điều hòa tự động, làm lạnh nhanh và lạnh rất là sâu luôn quý chị. Thực sự lạnh quá buốt luôn. Để 22 độ mà lạnh như đông cứng luôn quý chị. Rồi đây, khởi động cái nút bấm start up với những chi tiết mặt chrome đẹp lắm quý chị. Đấy, hộp số vô cấp, chuyển số êm dịu, khả năng vận hành thì thực sự ra đối với cái mẫu xe này á, thì rất tiết kiệm nhiên liệu luôn quý chị. Tiết kiệm cực kỳ luôn. Đó, xe nữ chạy khá là kỹ. Kiếm đâu ra trên thị trường những chiếc xe như thế này quý anh chị, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Thực sự ra Yaris thì bên Huy có rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều khách hàng đang kiếm cái mẫu xe này. Vì đây là một trong những cái mẫu xe với thiết kế kiểu dáng rất là đẹp quý anh chị. Những cái tem này còn nguyên này, còn lon còn tán này, quá đẹp luôn quý anh chị. Thực sự ra những chiếc xe như thế này kiếm ở ngoài thị trường không có đâu quý anh chị. Về bên Huy làm spa làm đẹp lên, quá tuyệt vời luôn quý anh chị. Yaris khá là rộng, khá rộng rãi. Với túi khí này chị, nó được trang bị tới 7 túi khí, bên tài, bên phụ, rồi túi khí ở đầu gối nó quý chị nha. Rồi túi khí ở vô lăng, trước bên tài, và túi khí ở hành khách phía trước bên phụ. Đấy. Đấy, kiểu dáng thiết kế đẹp lắm quý chị. Đấy, cái mẫu hatchback, hatchback thì cái cốp đựng đồ phía sau cũng khá là rộng nha quý chị, khá rộng rãi. Anh chị xem qua đó, rộng rãi, rộng rãi. Đấy, mẫu xe này thì khi mà mua mới chủ xe phải bỏ ra một số tiền khá là lớn, nhưng này với mức giá là 470 triệu thì quá hợp lý quý anh chị. Đó, anh chị thấy không, đồ nghề cũng như là vỏ sơ cua là còn nguyên, chưa đụng tạo chạm gì tới hết luôn. Đó, anh chị nhìn ở bên trong, sâu bên trong này. Đấy, đây là một mẫu xe quá đẹp luôn, chủ xe đi giữ kỹ, mới có 24.000 cây quý anh chị, 24.000 cây, thực sự quá tuyệt vời luôn. Bộ lon con tán này quý anh chị. Đấy, ok chưa. Đây, băng ghế sau này quý anh chị thấy không? Đó, quá đẹp luôn. Rộng rãi thoải mái. Thì ở phía sau đó thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái tựa đầu quý anh chị nha. Có thể điều chỉnh được cái tựa đầu. Rồi, đây, tắp bi cốp sau. Đấy, quá chuẩn đẹp luôn quý anh chị. Đấy, về làm spa làm đẹp lên là căng như mới luôn. Như mới thì hơi quá. Nói chung là cũng được 90-95%. Thực sự là vậy. Vì xe, chắc xe này mới có 24.000 cây thì anh chị biết rồi. Trên thị trường không có những chiếc xe chuẩn Euro như thế này đâu. Đấy, còn gầm bệ thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, anh chị yên tâm. Anh chị xem qua ha. Đó, anh chị nhìn cái bô không? Chất lượng chưa? Nó hơi dơ thôi, về bên Huy vệ sinh ra. Đó, đây, cái thùng nhiên liệu này. Đấy. Ok. Những chiếc xe như thế này mua về mình đi gia đình rất là tuyệt vời quý anh chị. 5 người đi thoải mái, rộng rãi, nam chạy cũng được, nữ chạy cũng được. Và với cái trợ lực lái là trợ lực lái điện đó quý chị, cho nên là khi mà chị di chuyển trên những cái cung đường hẹp tốc độ chậm thì đánh lái nó rất là khỏe. Ok, quá chuẩn đẹp luôn. Đấy. Với những chiếc xe nhập như thế này ha, thì cái được khách hàng đánh giá rất là cao về phần chất lượng đó chị, như là độ cách âm rồi khả năng vận hành. Cái xe này á anh chị đăng kiểm là tới tháng 5 của năm 2026 này anh chị thấy không? Rồi đường bộ là chủ xe cũng đóng tới tháng 5 của năm 2026 luôn. Thường thường thì đóng một năm, nhưng mà xe này xe gia đình đi, nữ đi, cho nên là đăng kiểm chỉ cũng gia đình đi mà, chứ không phải là mua về để kinh doanh này nọ hay là gì đâu. Cho nên là thường thường là mình đóng là đóng full luôn, 2 năm luôn. Ok. Rồi, đây các anh chị, động cơ. Đấy, động cơ thì Yaris được trang bị động cơ Duo VVT-i. Đó, động cơ với hệ thống phối khí được bố trí trên cả hai van nạp và van xả, tối ưu công suất của động cơ cũng như là cái khả năng vận hành. Đấy. Ok, khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đó, đây là một trong những cái mẫu xe rất là quen thuộc tại Toyota Tân Cảng bên Huy. Đấy, xe nhập khẩu như quý anh chị nha, nhập nguyên chiếc từ Thái. Mới có 24.000 cây số thôi quý anh chị. Đấy, về làm spa làm đẹp lên là không khác gì xe mới. Được 90-95% so với xe mới quý anh chị. Vì chất xe của chiếc xe này còn rất là mới và đẹp.
Đó. Anh chị kiếm ở ngoài thị trường những chiếc xe như thế này không có đâu quý anh chị. 470 triệu giá còn hỗ trợ cho quý anh chị. Cho nên là quý anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì anh chị liên hệ sớm Huy nha. Vì những chiếc xe như thế này thì được khách hàng bên Huy tìm kiếm khá là nhiều, và đặc biệt là cái màu trắng này quý anh chị. Màu này rất là sang luôn. À, nữ chạy, nam chạy đều được và rất là đẹp. À, rất là đẹp quý anh chị. Ok, tính năng an toàn rồi, về cây số cũng như là về chất lượng của động cơ, gầm bệ, mọi thứ thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi, và cam kết đảm bảo xe không bị đâm đụng, không ngập nước bằng văn bản, và sẽ có chính sách bảo hành về động cơ và hộp số cho quý anh chị nha. Cho nên là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Thì đây là một số những thông tin chia sẻ từ Huy cho quý cô chú anh chị về cái mẫu xe rất là quen thuộc tại Toyota Tân Cảng, Toyota Yaris, kiểu dáng thiết kế đẹp và chất lượng của sản phẩm thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, chuẩn cho quý anh chị. Cho nên anh chị nào có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình thì liên hệ sớm Huy. Và với chiếc xe này thì phía tài chính Toyota cũng sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị vay khoảng 60-65%. Cho nên là anh chị nào thiếu tài chính thì cứ alo cho Huy, hỗ trợ anh chị hết mình về khâu tài chính. Và phía tài chính Toyota thì đang hỗ trợ vay với lãi suất khá là ưu đãi, khá là ưu đãi như quý anh chị nha. Và thời gian vay thì anh chị có thể vay lên được khoảng 3 năm quý anh chị ạ. Ok rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Huy xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ạ.